Dòng Hậu Giang hiền hòa không chỉ mang phù sa bồi đắp cho đất đai màu mỡ, mà dòng sông Trù Phú ấy còn đem đến cho người miền Tây rất nhiều sản vật quý giá. Trong số ấy có loài cá bông lau ngon nức tiếng. Bây giờ thì tôi và chú Hoàng sẽ chuẩn bị đi bắt cá bông lau trên sông Hậu. Việc đầu tiên để bắt cá bông lau đó là chúng tôi sẽ thắp đèn. Tại sao mình phải thắp đèn bây giờ hả chú? Cái đèn này là để mình thả lưới bông lau nè, mình thả xuống mình kẹp theo lưới cho người ta ghe thấy đường ta chấm. Wow. Như vậy là chúng tôi đã thắp đèn xong và bây giờ tôi và chú Hoàng sẽ đi ra xa để giăng lưới. Chú ơi, tại sao mình phải đi bắt cá bông lau vào ban đêm hả chú? Ban ngày nó khó bắt, ban ngày cá nó không lên. Còn đêm thì lên nó lội dài dài theo nước đó. Rồi mình thả mình chặn mình bắt con cá nó dễ. Chú ơi, lưới khoảng bao nhiêu mét hả chú? Lưới này có chú thì 400 mét. 400 mét? Ờ. Như vậy là tôi và chú Hoàng đã thả hết lưới xuống sông rồi. Bây giờ thì mọi người chỉ có ngồi chờ để xem là có thu được con cá nào không. Như chú Hoàng nói, cá bông lau rất hiếm nên nhiều khi quăng lưới cả đêm cũng chẳng bắt được con nào. Vì thế trong khi chờ đến lúc kéo lưới lên, chúng tôi đều thấy rất hồi hộp, nhất là lũ trẻ nhà chú Hoàng. Chú ơi, mình kéo lên được chưa hả chú? Cái này là mình sắp sửa kéo lên được đó. À đây ạ, chờ một tí nữa mình kéo lên. Ôi chú ơi, chả thấy con cá nào nhỉ? Chưa thấy con nào cả. Còn tí rồi. À, có một con đây rồi. Đây cá bông lau hả chú? Bông lau. To hết chú chưa? Như vậy là tôi đã trải qua một đêm rất thú vị câu cá trên sông Hậu với gia đình chú Hoàng. Bây giờ trong lúc tôi và chú Hoàng dọn thuyền và dọn lưới thì cô sẽ đi chuẩn bị cá để nấu món cá kho. Cô đã làm cá ạ? Tại sao gọi là cá bông lau của cô? Vì nó bự mà nó trắng như là bông lau gì đó. Như hoa lau vậy? Hoa lau gì đó, nó trắng là tôi kêu cá bông lau. Nhưng mà nó chưa mần á, nó trắng lắm. Dạ. Phấn đẹp lắm. Có bông lau này ở nước ngọt mình hiếm lắm. Cá này cá đặc sản nè. Bây giờ tới mình đi hái xoài đi. Kho cá rồi mình xoài rồi mình ăn. À thế ạ, nghĩa là xoài ăn kèm với cá bông lau kho rất là ngon đúng không? Thế rồi cháu lại đi hái xoài. Như vậy tôi đã có hai quả xoài rồi cho món cá bông lau kho. Cô ơi, cá mình ướp những gì nhỉ cô nhỉ? Ướp đường, bột ngọt, hành, tỏi, ướp vô con cá nên nó ngon. Cá này lâu chín không cô? 15-20 phút là chín à? Nhanh nhỉ? Mình qua cái chín xong cái mình sắc hành sống mình thả vô. À thế ạ. Ăn tự nhiên nha. Dạ vâng, không thể. Mình ăn nó còn nóng nó ngon lắm. Vâng. Ăn cá đã. Ôi cá ngon thế. Ăn thơm ngon lắm. Lau kho lạc nè, có ăn đấy không con? Ôi thiếp, cá ngon thế. Ăn cá không phải nhằn xương gì cả. Đúng rồi. Thịt cá bông lau rất là mềm, ngọt. Và khi mà kho với cả tiêu và ớt thì rất là thơm. Ăn hơi cay một chút nhưng mà rất là hợp. Mà một điều đặc biệt nữa cá bông lau đó là không có một chút xương con nào, chỉ có một đoạn xương sống thôi, còn lại thì toàn là thịt. Báo ăn gì, có hai gấp chưa? Đây, không có rồi ạ. Cá ngon lại thêm cơm dẻo, thực sự là lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm dân dã mà ngon đến vậy. Và tôi cũng chợt hiểu vì sao người ta vẫn nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về.